Một mẫu PC hướng đến đối tượng là doanh nghiệp, dân văn phòng cần sự gọn, nhẹ, bền bỉ và bảo mật cao mà lại đến từ một hãng nổi tiếng thì Dell All-in-One Optiplex 5480 là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. Kích thước của sản phẩm này vô cùng nhỏ gọn, mọi thứ các bạn cần đều được thu gọn vừa đủ chỉ bằng một chiếc màn hình. Từ cấu hình được trang bị CPU Intel Core i5-10500T, RAM 4GB, SSD 256GB cho tới màn hình được trang bị tấm nền IPS chống chói cho chất lượng hiển thị khá tốt. Màn hình thì sẽ là màn hình 23,8 inch, ba cạnh viền siêu mỏng Infinity Edge thế nhưng mà vẫn được đeo trang bị webcam để có thể sử dụng. Thêm vào đó thì cũng có tính năng nhận diện khuôn mặt để tăng thêm một lớp bảo mật cho máy. Chân đế siêu tiện lợi, có thể thay đổi góc làm việc như là ngửa lên hoặc là ngửa xuống. Nhìn vào mặt sau và cạnh trái thì các bạn sẽ thấy các cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi được trang bị RJ45, hai cổng USB Type-A 2.0, hai cổng USB Type-A 3.2, cổng âm thanh, cổng cấp nguồn, khe thẻ SD, một USB Type-C, một jack audio combo. Hệ điều hành Ubuntu được thích hợp sẵn phù hợp cho các lập trình viên như là lập trình ứng dụng, làm website hoặc là code web tạo ra các phần mềm. Hoặc là nếu người dùng đang cần tìm một hệ điều hành đơn giản có tính bảo mật cao thì đừng bỏ qua sự lựa chọn này. Các công nghệ nổi bật như là Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 cũng được đeo tích hợp vào mẫu PC All-in-One này giúp kết nối nhanh hơn, phù hợp trong mọi hoàn cảnh và môi trường làm việc. Và dĩ nhiên, khi mua Dell All-in-One thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ bàn phím và chuột. Mọi thứ các bạn cần đều được Dell trang bị đầy đủ để có thể sẵn sàng làm việc cho mức giá chỉ đến 20 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.